quét sạch sẽ đi. Đúng rồi. Gió thế nhở? Zoe, gió quá. Gió? Rồi, thế còn cái kia, Zoe. Cái chậu cây nhựa này. Đứa nào làm vỡ đây? Vỡ rồi. Broken rồi. Vỡ rồi. Mang ra để vào đâu nào? Đúng rồi, để vào đấy. Xong. Xong. Nhanh lên, ra phơi quần áo nào. Chống tay, chống tay. Ôi, ôi, ôi. Cẩn thận chứ. Phơi quần áo nhá. Quét xong chưa? Này, quét xong chưa? Con đã quét xong đâu? Dạ, em rồi. Thế đấy, con quét đi. Quét sạch sẽ nhá. Mẹ phơi quần áo xong là con cũng quét xong nhá. Đúng rồi. Muỗi lại đốt vào má rồi. Ra đây có một xíu xíu thôi. Đã bị tấn công à? Con cầm chổi như múa võ ấy con ạ. Đan, thế mà đã xong rồi á? Ôi, Đan là vứt chổi luôn. Đan. Vứt chổi trong tay. Ơi ơi ơi, Zoe. Cẩn thận, dựng cái chổi lên, Zoe. Put it over there. Dựng cái chổi lên. Không vướng đường đi. Đúng rồi, dựng vào đấy. Được chưa? Giỏi quá, hai phải. Dan, ra kiểm tra cây cối đi. Ok, go check the plant. Ra kiểm tra cây cối đi. Để mẹ phơi quần áo nào. Cái gì ấy? Pebble. Stone. Gạch đấy, gạch đá đấy, sỏi đấy. Sỏi. Bù bù đâu mà baby. Ra đây ngồi chơi có mà ngồi cả ngày chích nhá. Cây đâu? Cây đẹp đâu, pretty tree đâu. Zoe, which one pretty one? Cây đẹp đâu? Nghĩ mẹ xem nào. Ngửi cây xem có thơm không? Monkey. Cành cây, cẩn thận không gãy. Cành cây. Monkey jumping on the bed. Five little monkey jumping on the bed. One fell off and bumped his head. Mama called the doctor and the doctor say, no more monkey jumping on the bed. Cái gì? And then monkey again. Monkey Zoe jumping on the bed. Monkey Zoe. Oh! One fell off and bumped her bump. Mama called the doctor and the doctor say, no more Zoe jumping on the bed. Raffy jumping on the bed. Monkey Raffy. Oh. Zoe bed? Yeah. Yeah, Zoe. Zoe yêu mẹ không? Zoe ơi, monkey lại hát monkey nữa. Thế con tự hát monkey đi. Con hát đi. Con hát đi. Monkey Zoe jumping on the bed. More monkey. Say cheese. Nhìn lên đây say cheese chứ. Monkey Zoe, monkey Zoe. Monkey Zoe dance, 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 dancing. Dancing? Monkey Zoe dancing?
Monkey nói thế nào con? Tiếng monkey thế nào? Đi đâu đây? Trốn đi đâu đây? Hay à? Mò monkey? Monkey Zoe. Monkey Zoe. Cứ loanh quanh ngồi hết chỗ này đến chỗ khác ở mấy cái bụi cây. Mang monkey Zoe. Nào, đi vào đi, đi vào không mũi khiêng con đi bây giờ đấy. Con ơi, sáng ra thì cũng chưa có mũi đâu nhưng mà em đã bị tấn công vào má rồi đấy. Cũng không nhiều như buổi chiều đâu. Thế mà em đã bị tấn công rồi. Ôi thôi, không giật cây. Sorry tree. Tree get hurt. Làm thế cây nó đau đấy con. Cây đau đấy. Sorry đi. Sorry tree. Sorry tree first. Sorry em. Vớ vẩn. Monkey đi vào nhá. Đi vào nhá. Ta 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 Mama called the doctor and the doctor say, Zoe? Zoe? Oh no! Đã đi vào được chưa? Đi vào được chưa? Call doctor, okay. Mama called the doctor and the doctor say, doctor bảo thế nào? Nó bị đau à? Thế đi vào thì không đau. Rồi. Five little monkey jumping on the bed. One fell down and bumped his head. Mama. Mama. Mama thế nào? Mama called the doctor and the doctor say. Đúng rồi, no more monkey jumping bed. Yeah. Đi vào đi. Let's go. Let's go. Come on, Jojo. Okay. Chào buổi sáng ngày mới tất cả mọi người. Mẹ em dọn dẹp từ 7 giờ sáng cho đến tận bây giờ luôn. Nhà cửa gọn gàng sạch sẽ. Mình giặt được hết những cái chăn phủ ở ngoài phòng khách này. Chăn phủ, vỏ gối, lau toàn bộ nhà cửa. Hút bụi thảm, trà thảm cho nó mềm, cho nó mịn. Nên là bây giờ mẹ em sẽ đưa hai anh em đi ra ngoài đi ăn trưa. Chứ không còn sức để mà nấu đồ ăn trưa nữa. Zoe, Măng Scooter đi đâu ấy? Hả? Cái gì? Phải gì ấy? There. Đấy, gọn gàng sạch sẽ này. Em gấu sáng nay đội mũ cơ mà con. Ai bỏ mũ của em gấu ra đây? Em gấu ngồi đội mũ. Hello. Hello. Hello teddy bear. Hello teddy bear. Ouch. Bê. Bê. Ra ngoài này cho mọi người nhìn nhá. Ngoài này của mẹ em cũng sạch sẽ rồi. Yeah. Sạch sẽ rồi. Không có lá, không gì nữa cả. Trích lại lôi mấy cái này ra đúng không? Zoe. Còn cái sàn này ấy, ba em phải về, ba em phải dùng nước xịt rửa cọ cái sàn này đi. Hai anh em cầm bút sáp màu ra đây vẽ lung tung leng keng ở ngoài này. Hay à? Ui! Em lướt lướt. Đúng rồi, lướt lướt.
Con đeo kính bơi ra để làm gì? Let mommy see. Kính bơi có phải là kính dâm đâu. Let mommy see. I want to watch cheese. Okay, say cheese. Này, cái kính này là kính tốt nhá. Kính này là kính để mang đi lớp học bơi đấy. Con đừng có nghịch với cái kính này nhá. Ngoài này cũng sạch sẽ luôn, không có lá, không có gì cả. Từ cái hôm ba em kiểm tra nước bể bơi các thứ, ba em để lung tung toán loạn. Nào thì ống này, thanh chắn các kiểu bay bừa hết ra đây. Mẹ em phải dọn hết, dọn hết. Đấy, gọn gàng. Hai nhá, hai nhá, con không được ra ngoài này. Con không được ra ngoài này. Khóc giả vờ. Có cái điệu khóc giả vờ ở đấy, ăn vạ. Cả đây nữa. Mẹ em cũng quét gọn gàng sạch sẽ. Cái dàn phơi kia phải vứt đi thôi. Mấy cái chỗ góc góc kia, chai chai lọ lọ cũng phải vứt đi thôi. Yeah. Đấy. Đây chỗ dưới này nhá, như mê cung. Mẹ em mới dọn được phía đầu đầu này thôi, cái lối đi đầu đầu thôi. Đến cái chỗ kia thôi. Còn đến cái chỗ này, cây này, phải dọn được cái cây này. Chặt mấy cái cây agave to to này đi nữa thì mới đi được vào trong kia để mà chặt cây bạch đàn này đi. À, sợ lắm, đi xuống dưới này cũng sợ lắm. À, vì như mọi người biết là ở Úc có rắn mà. Bụi bụi thế này cũng sợ lắm. Hi Zozo. No. Get down now. Không. Nguy hiểm quá. Zoe. Con xuống đi. Chào đi. Nhanh khẩn trương. Nguy hiểm quá này. À, bụng bự. Quá nguy hiểm luôn nhá. Xuống. Mẹ không đồng ý như thế. Xuống. Ồ. Đấy, xuống đi. Nào. Nguy hiểm quá. Đi. Đi nhá. Anh chó ấy. Đi nhá. Đấy, dưới này cỏ lại mọc lên rồi. Cỏ với lại cây cây bạc hà, rất nhiều cây bạc hà luôn. Nó cứ mọc ở đây này. Vì bên cạnh nhà mình, chị hàng xóm chị có cái chậu cây bạc hà ấy. Đến lúc nó mọc, nó len qua nhà nhau. Sau đấy là nó tự lan ra. Yeah, đây này, dưới này đây này. Thôi đi con ơi. Làm sạch chỗ này cũng là cả một vấn đề đấy. Cả một vấn đề đấy em nhỉ. Hi. À, con vứt đi. Ew, yucky. Đừng có chạm vào đấy. Cái thùng này là thùng đựng đồ giữ lạnh. Đồ uống các thứ mang đi cắm trại á. Ba em để nước ở trong này, hôm qua mẹ em phải đổ ra để đây cho nó khô. Sau đấy thì là cọ rửa sau. Hả? Sao con? No, don't go down there. Mommy need to chop those too. Hey. Yeah. Mẹ em phải cắt cái bụi cây này nữa. Nó chèn qua lối đi rồi. Cắt gọn nó vào để còn nhìn thấy cái lối đi nữa. Nó mọc tùm rồi á. Tỉa, cắt, tỉa. Cái giống cây này nhá, có nhiều kích cỡ khác nhau. Cỡ cây của nhà mình là tầm trung, nên là nó chỉ cao tầm như thế này thôi. Còn một cái loại cao nữa ấy, thì nó cao bằng cái hàng rào này luôn này. Và một loại nho nhỏ thâm thấp thì là cái loại ở phía trước nhà mình á. Loại nho nhỏ thâm thấp đấy thì chỉ cao tầm 30cm.
chập chập chập. Hoa này, ra đây xem cái chỗ hoa này mẹ em trồng lâu lâu rồi. Yeah. Cái bụi nó lan ra to chưa? Nhưng mà hoa thì không thấy nó ra nhiều lắm. Thi thoảng nó ra 1-2 bông. Yeah. Hoa đây, ôi ôi con đừng giật đi đi, con đừng giật nó đi. Để cho nó ở đây cho nó nở ra cho nó sống chứ. Đấy, thi thoảng nó ra 1-2 bông chứ nó không nhiều như là quảng cáo. Quảng cáo là nó mọc rất là nhiều. Thôi thôi không ra đấy. Không ra đấy. Đi vào nhanh lên, khẩn trương. Thầm môn chứ gì mà thầm môn. Ừ, đi vào đi. Ui 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 ui. Nhanh nhanh đi vào. Ui 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 ui. Come on Zozo. Come on. Come on Zozo. Đi đâu đấy? Rafi đi đâu đấy? Rafi, come on. Come on in. Come on in. Đi vào đi. Ui. Lướt 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 em chích lướt. Mẹ em với em thích uống chung nè. Nhâm. Thôi uống đi. Xả láng đi. Ngon không? Ngon nhỉ? Ui giời ngon, cũng biết giơ ngón tay cái lên. Cũng biết thăm giáp. Ngon không? Nam nam. Em ăn dâu tây dính hết vào áo rồi nhá em nhá. Lại mất công mẹ phải tẩy thôi. Mắt liếc liếc cái gì đấy? À, có cái điệu mắt nhìn xuống liếc liếc với nhìn sang hai bên liếc liếc chứ. À, sói ăn đi con, Rafi. Sao lại quấn giấy xung quanh đấy? Lạnh à? Dạ khô. Dạ khô. Con uống hay con làm gì đấy? Again. Rafi, look. It's on your clothes now. Con cứ thổi thổi vào đấy là nó bắn ra. Rafi, stop doing that. Stop. Eat your lunch. You have to unclose me. Bánh ham and cheese. Cái bánh của anh sói nướng là hơi bị cháy cháy đấy đúng không? Hả? Zoe, mẹ em có bánh sừng bò. Trông cái bánh sừng bò của mẹ em này. Ở đây bây giờ người ta làm đồ ăn chán lắm. Làm đồ ăn kiểu tiết kiệm lắm. Không được... không chất lượng như trước nữa. Có 1-2 miếng ham với phô mai. Con làm sao? Can you finish your lunch, please? Unclose me. No. Can I take that drink back? Unclose me now. Before I stay here for nothing. Unclose me. Are you frozen? No. Oh. Let me unclose me because mom, you not help me. How can I help you? Unclose me. I don't get it. Unclose me. So what do you need? Please, can you unfreeze me? Unfreeze. There you go. Mẹ ơi, con bị đứng hình. Mẹ. Mẹ dùng ma thuật. Batman. Batgirl. Again. Lại nữa à? Hả? Nó con ăn đi. Ngon. Em thích ngồi xuống. Ngồi xuống hẳn chưa? Ngồi xuống. Hai anh em đấy. Bây giờ cứ bác mang với bác kia chơi với nhau nhé. Ma thuật với lại sức mạnh thế này thế nọ. Oh, mặt mặt mặt. Hai anh em bây giờ là cứ nghịch không chịu ngủ trưa đây. Em chạy, anh đuổi. Anh chạy, em đuổi. Hét ầm ĩ nhà lên. Nào nào, Rafi, careful.
Em ngồi lên ngựa mà con làm như thế nhá, em phi phi là đau đấy. Rafi, put your head out. Cho đầu vào phía dưới cái phần gỗ gỗ bụng con ngựa phi của em. Có hầm không? Con cẩn thận, con nhìn đây này. Em phi như thế nhá, mà con cứ loanh quanh á, chạm vào đây là con cũng bị đau này, chứ không phải là chui vào đấy đâu nhá. Rồi rồi, à, Rafi, con ngồi lùi ra, cái tay, Johan, à, em nhẹ nhàng thôi, em lùi ra đây, stop it, cái gì? Nào, careful, à, Rafi, careful, càng nguy hiểm là càng thích chơi, đấy cái kiểu như thế. Bỏ cái đấy ra. Ô, anh sói nhảy lên ngựa. Ô, không cho anh sói nhảy lên. Hop on the bike. Rafi, hop on the bike. Yeah, hop on the bike and hold on rồi. Con nhảy lên. Thế ngồi xong rồi ôm em là vừa. Thế, ok, go. Maybe like this. Rồi, con ngồi lên, ngồi hẳn lên trên này. Thế, ok Rafi, hop on. Nào đấy, đủ chỗ. Ờ, thế thôi vậy. Không lên thì thôi. Come on, Rafi. Không lên thì thôi. Thì thôi. Ồ, buồn nhỉ, anh không chơi cùng cũng chán. Ồ, rồi. Ờ, Rafi on. Hop on. Hang on, anh sói, từ từ sói, sói từ từ, cái chân em, từ, nguy hiểm lắm, từ, đây, để con ôm anh đi, ôm chặt vào, Rafi, careful, ôm chặt vào, hold on, rồi hold tight, ok, go, Rafi, go, thôi không chơi nữa, nguy hiểm lắm, nhá. Cái chân con chỉ cần đưa vào đây một cái thôi là bẹt cái ngón chân luôn. Thôi đấy, con đi scooter. Để kệ cho anh đi ngựa, con đi scooter. Go. Lượn. Wow. Come back here. Woo. Pump. Oh no. Pump. Không ngủ à? Một hai đi. What's that? It's a slow game. Oh, that's a slow game. Rồi, cái trò này là phải chậm. Ai càng chậm thì càng thắng. Sói bảo cái trò này là trò chậm mẹ. Còn con mà đi nhanh á là con thua. Rồi. If you go fast, you lost. So you have to go really slow. Mm-hmm. Really slow. Rất chậm, đi rất là chậm thôi. Chậm, cực kỳ chậm. Nào đấy, đi cực kỳ chậm. Rất là chậm nhá. Ừ, em cũng đi chậm. Đợi anh nhé. You lost the game rồi. Chậm thôi. Anh sói đều thế, cái con ngựa đấy nó không đi nhanh được, em bắt đầu chuyển sang. Thôi trò này là trò đi chậm. Thôi, anh sói bị làm sao rồi thôi. Kiểm tra Rafi, check Rafi, ok? Check, kiểm tra anh thế nào, bác sĩ? Doctor? Zoe, doctor, check. Giờ ôm anh, kissy thế nào? Kiểm tra anh sói chứ phải kiểm tra con ngựa đâu mà. Say Rafi, you ok? Thôi con cứ tập trung với cái scooter đi, chứ con chạy xung quanh anh thì kia nguy hiểm lắm. Ui, đúng rồi, đi chậm. Yeah. Okay, enough, Rafi. That's really dangerous.
That's really dangerous. Okay, Zoe lost. Con cũng không cần phải, con cũng không cần phải cố gắng để đi nhanh đâu. Con ngựa này con cố thế cố nữa thì cũng không đi được. Come on, bring it here. Nào mang cái con ngựa ra đây nào. Con ngựa đấy chỉ đứng một chỗ thôi, con ạ. Careful. Đầu anh sói. Cẩn thận. Bùm. Hai anh em mà chơi với nhau ấy, mẹ em đi làm cái gì cũng không phải lo lắng gì đâu. Nhưng mà mẹ em ngồi đây đấy, em biết điểm dừng. Mẹ em ngồi đây nhìn hai anh em chơi, thành ra là cứ nhìn thấy động cái gì cái là mẹ em sợ. À, bùm. Chứ hai anh em chơi với nhau cũng chưa thấy khóc, chưa thấy tai nạn bao giờ cả. Oopsie daisy. Càng có mẹ ở đây thì lại càng kiểu anh lại càng thể hiện anh bị đau này, em bị đau này, để mẹ ra mẹ dỗ. Ravi. You okay? Are you okay? Con sao đấy? Mắt này là mắt buồn ngủ này. Mắt này là mắt buồn ngủ đây. Oh no. Fishing. Câu cá. Yeah. Hai anh em tìm thấy cái bộ câu cá. Không còn cần nữa. Cần mất hết đi đâu rồi á. Nào để xem hai anh em câu kiểu gì nào. Để đây mẹ lắp lại cho. Rồi. Mẹ ơi. Lắp cho con với. Đâu? Cái miệng đâu? Anh sờ lắp cho. Ok. Nào con bật lên. Rafi bật lên. Bật lên để chơi nào. Cười gì mà cười. Cười gì đấy. Nhất định cả hai anh em không ngủ trưa này. Nào bắt đầu câu nào. Ouchie. Em chích đúng kiểu con gái nhá. Lấy tay bịt miệng chứ. Cười lấy tay bịt miệng chứ. Ouchie. From Sydney. Mẹ mua hồi cả nhà ở Sydney còn gì nữa. Cho hai anh em chơi ở trong khách sạn. Stop. Bảo cá dừng lại. Bắt được thì ăn luôn con. Bắt được ăn luôn. Nhầm luôn. Bắt được là ăn luôn. Anh sói em đang tự tắm ở trong nhà tắm vừa hát rất là lâu. Chỉ cần trước. Em ăn trước xong em chơi một tí. Tiêu tiêu là em cũng đi tắm. Em ngồi nghiêm túc vào. Zoe. Sit up straight. Con còn nhớ vừa nãy con bị ngã không?
Cứ ngồi vắt vẻo xong rồi tụt cái mông xuống. Ừ, ok. Ơi, 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 ơi. Cả hai anh em là đang gà gật, đang buồn ngủ đấy. Where's your buddy? Where's your buddy? Đúng rồi. Buddy ở ngoài park á. No, that's here. Buddy ở đây á? Chỗ nào? Buddy ở chỗ nào? Lại nói thì thầm không nó nghe thấy á. Baby is gone. Oh, baby is gone. Buồn ngủ quá, nói chuyện linh tinh đấy. Đang nói chuyện chim, mẹ chuyển sang chuyện thạch thùng. Thế á? Ăn đi con, ăn đi. Zoe. Nhum 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 nhum. Ngon không? Dạ. Ăn bánh sáng. Hai anh em đi ngủ thì ba mới về cơ. Đây cái tay áo, cái tay áo lại quệt vào đồ ăn rồi. Ăn nam nam đi. Ui ngon chết nhở. Ngon quá trời. Giữ cái bát chứ, một tay giữ bát. Thế một tay xiên, một tay giữ bát. Wow. Không sao. Hai miếng cùng một lúc cũng không sao. Phải một miếng cơ. Wow. Đúng rồi. To quá. À, to quá. It's big. Uống nước. Anh xóa xong chưa? John tin nữa. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đây của anh xóa đây. Quẹt luôn. Chỉ khổ mẹ phải giặt đồ cho em thôi. Những cái đồ này của em ấy mà dính đồ ăn các thứ vào là mẹ em giặt tay. Tẩy rồi giặt tay. Anh sói ăn đi, không chơi nữa. Raphael, stop. And eat your dinner please. It's not playing time. Nhạc thì rè 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 mà cũng nghe. Turn it off, please. Could you? Thank you. Concentrate. It's your dinner. Good job. No more. No. Mẹ nói thế nào? Raphael, put it away now. And Zoe. Finish your dinner. Không, ngồi lên ăn đi đã. Con đã ăn xong chưa? You're finished? Mommy put it in the bin. Xong mẹ đổ đi nhá. Không ăn nữa, mẹ đổ đi nhá. Nào, thấy anh ra đây thì lại nhố nhăng nào. Up here. Now, up here. 100 spoon. Okay, 100 spoon. Go. Number one. Ăn 100 thìa. 100 thìa càng tốt. Number two. Ăn nhanh thế, nhai chứ. 100. No, number 3. Number 1 and 0 and 0, that's 100. 100 is 100. Okay. Đan cái gì mà đan, em mới ăn có một thìa nữa mà em lại bảo xong rồi. No more, cái gì trong bát vẫn còn đây này. Em ăn cũng khá nhiều rồi chứ. What number is that? Number 4. Mới là số 4 thôi, đến số 100 còn lâu con ạ. Đấy, cái chiêu ăn 10 thìa của mẹ em là hơi bị hữu dụng luôn. Em vừa học đếm, em lại vừa phải ăn. Ăn đủ số, bây giờ em đòi ăn đến số 100. Chích đang cố ăn cho nó nhanh đấy. Nào nào, không trèo xuống nữa Zoe. Con không trèo xuống nữa, không trèo lên trèo xuống để làm cái gì cả. Ăn là ăn, xong là xong. Rồi.
Thi thoảng trông con như con chim cánh cụt ạ. Bubble. Bubble, cái gì mà bubble? What are you saying, bubble? I don't know. Is it an apple or a bubble? Number 5. Number 6. Number 7. Số 7 to đấy nhở. Số 7 quá to luôn. Well done boy. That's big, big 7. High five. Nào high five. Nào con lên, con ngồi ăn đồ ăn của con đi. Lên, nhanh khẩn trương. Nhanh. Lên. Anh sói ăn cái số 7 rất là to đây này. Nào, chị ăn số 7 cũng to mẹ xem nào. Rồi, big, big 7. Can you get a big 7? Oh. Wow. Đúng rồi, to quá. Wow. Cái gì? Ăn ăn xong đi đã. Không nói chuyện khi mà miệng đang có đồ ăn. Please don't talk when you got a full mouth. A mouthful. Look at this spinning round. Yeah. And number 8, excuse me. Number 8 is like small. It's like a small one. Mm-mm. Zoe, Mommy gonna put this one away. No one play with this. It's gone. It's dinner time. Mm-mm. Is that number 8, Ruffy? Yep. Number 9. Number 9. Chị thái độ này. What? Ăn tối đi nhá. Number 10. No, is that number 10? Yeah. Đếm nhanh thế. It's not number 100 yet. Just 10. And now, number 11. 11, yeah. 12. And what's next? Next to 12 is 13. 13? 1, 3, yeah, 13. But why does it say 4? 13. There you go. What is next? Next to 13 is 14. 14 is 3. 4. My body is flowing. Em bắt đầu đếm lên đến số 20 rồi. Dần dần từ từ nha. Ăn đi nhá. Trong lúc em chị đang tắm, mẹ em tranh thủ tẩy cái áo này nào. Nước tẩy quần áo mình dùng đây. Nước tẩy này dùng được cho tất cả các loại quần áo. Quần áo màu, còn quần áo trắng ấy thì cũng là loại này, nhưng mà họ có một loại đặc biệt trắng sáng để mà tẩy cho nó trắng sáng ấy. Thì cái chai đấy màu trắng. Bây giờ mẹ em sẽ đổ một ít lên cái vết này. Sau đấy dùng cái nắp của nó này để chà chà qua các cái vết khác nữa. Cái nước tẩy này nhá, đổ vào vết bẩn. Nó sùi bọt lên như kiểu là oxy, như là mình cho oxy già vào vết thương á. Và vết thương có vết bẩn á. Để nó lấy cái màu đấy đi. Lấy cái vết bẩn đi. Đây. Đấy, nó bắt đầu nó sùi lên này. Lần trước mẹ Sói Trích chia sẻ vài vlog về cái nước xả, nước tẩy mình dùng rồi. Nhưng mà hôm nay tiện tẩy ở đây thì mẹ em lại chia sẻ lại. Để đây một xíu xíu cho nó. Cho nó sủi hết bọt lên, bọt trắng lên. Thì mình bắt đầu vò. Và với cái áo này của em cũng thế. Có một ít ở đây này. Còn ở đâu nhỉ? Cổ tay áo em cũng có
của pasta. Zoe smell good. Yeah, Zoe smell nice. Sau khi vò xong này, mọi người nhìn cái vết đỏ của dâu tây đi hết luôn. Thì còn một chỗ nữa. Đâu rồi nhỉ? Đây nữa. Để mẹ em vò nốt nào. Cực kỳ thích luôn. Đấy, lấy tay không thế này nó cũng đi này. Chẳng cần vò. Sạch sẽ rồi, mẹ em sẽ vò luôn bằng tay. Rồi xả phơi lên. Nói chung là nếu mà có vết bẩn gì vào đồ của trẻ con ấy, thường là mình giặt luôn thì nó đi ngay. Còn nếu như mà mình để đến ngày hôm sau, mình sẽ phải ngâm lâu hơn, vò lâu hơn một chút, nó cũng đi, nhưng mà giặt luôn nó vừa đi nhanh, vừa không mất thời gian. Đấy. Tối nay mẹ em phải gội đầu ủ tóc này. Ủ tóc bằng cái dưỡng tóc keratin ấy. Mất khá là nhiều thời gian luôn. Mẹ con sói chích hẹn gặp lại mọi người ở vlog hàng ngày vào lúc 6 giờ sáng giờ Việt Nam mọi người nhá. Bye. Boom.